Xin kính chào quý vị và các bạn. Thời tiết ngày hôm nay trên khu vực tỉnh phổ biến nhiều mây, có nắng hanh với mức nhiệt lúc 13 giờ dao động trong khoảng từ 28 cho đến 29 độ, còn độ ẩm dao động trong khoảng từ 60 đến 65%. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết ở các nơi trong tỉnh vẫn duy trì có mây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, nên nhiệt độ và độ ẩm ngày mai ít có sự thay đổi. Thời tiết trên khu vực tỉnh những ngày này tương đối ổn định với kiểu thời tiết ban ngày nắng hanh, tối se lạnh. Quý vị cần lưu ý trang phục để bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ. Còn bây giờ, bản tin xin được chuyển sang phần dự báo thời tiết ba vùng trong tỉnh trong đêm nay và ngày mai. Vùng đồi núi phía Tây, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ dao động từ 19 đến 31 độ. Vùng đồi Trung Du, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 20 đến 30 độ. Và vùng đồng bằng, đêm không mưa, ban ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 21 đến 31 độ. Và cuối bản tin ngày hôm nay là phần dự báo thời tiết các vùng trong tỉnh 3 ngày tới.